Mình có hai phái sale này, bút 1, bút 2. Bây giờ mình bôi đen, mình mở lên Enter. Cái này nếu mà muốn nó hiện ra như thế này á, nó hiện hai bên như thế này á. Bây giờ bình thường nó nằm ẳng như thế này này, hai cái mục con này á, nó nằm cùng trong một cái bảng Excel thôi, một cửa sổ. Thì muốn muốn nó dàn ra hai bên á, mình bấm View này, bấm này, Arrange All đó. Xong bấm OK đó. Là nó dàn ra hai bên. Mình đổi bên này qua này cho nó dễ nhìn. Rồi bên này là mình làm 2 tháng á, cho chỗ này là 60 ngày này đó. Làm 2 tháng, đây là bảng 1, đây là bảng 2. Thì cái file xe thứ hai là giá ngày công là 200 ngàn. Chỗ này tổng tiền, tổng tiền mình nhận là sau 2 tháng. Là cho này mình bắt đầu tính này, mình bấm dấu bằng bằng ha, xong rồi bấm qua cửa sổ bên này, bấm cái ô mà mình muốn chọn là số 60. Là bên bên cửa sổ bên này á, nó tự động nó hiện cái lệnh, cái đường dẫn của cái bảng bên này. Sau đó mình bấm nhân, rồi mình bấm với giá tiền, bấm cái ô của cái bảng mình á, bấm vô đó là nó hiện B1 này. Sau đó bấm Enter, Enter bắt đầu nó nhảy này đó, nó ra 12 triệu 60 ngày, 200 ngàn. Còn mình điều chỉnh bên này tự động nó nhảy luôn. Ví dụ mình điều chỉnh bên này là ví dụ mình làm 3 tháng là 90 ngày, là bắt đầu thằng bên này nó nhảy này. Đó, 12 triệu nó nhảy thành 18 triệu này. Hoặc mình làm 1 tháng, mình làm 1 tháng 30 ngày. Đó, 6 triệu. Thì áp dụng mình gõ lệnh thôi, cứ gõ lệnh nhân chia cộng trừ hàm gì đó, cứ bấm lệnh bên này thì cứ muốn chọn cái ô nào ở bên bên ô bên bên cửa sổ khác á, thì mình cứ bấm vô là nó tự động nó nhảy.